Có gì đây các bạn? Sao bên này có các bạn. Ồ các bạn ơi. Wow các bạn ơi. Đó, chiếc xe nó chạy ủi ghê chứ bạn ơi. Wow. Đèn sáng đèn rất đẹp luôn nha các bạn. Đó, có thể xoay 360 độ luôn á nha các bạn. Nè, đó. Đó, chiếc mình robot xoay 360 độ bạn thấy hay chứ bạn ơi. Rồi xe chạy tới. Ồ các bạn ơi. Wow. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow, các bạn ơi, ở đây có gì nè các bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe container màu xanh nước biển nè. Dưới này chở theo con khủng long nè. Ở đây có một chiếc xe ben nè các bạn. Ở đây có một chiếc xe cẩu mút cát nè, siêu đẹp luôn. Rồi ở đây có gì đây các bạn? À, ở đây có một chiếc xe cẩu mút cát các bạn ơi. À, ở đây có cái bệ cẩu nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sửa chữa lại chiếc xe này nha. Đó, mình đã sửa chữa xong chiếc xe cẩu mút cát các bạn ơi. Rồi, tiếp tục bên đây có gì nè các bạn? Ồ, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe này xe gì đây? Xe màu đỏ. À, xe này xe cứu hỏa nè bạn ơi. Đây có cái vòi xịt cứu hỏa bạn thấy chưa? Thì mình nhấn nút nè các bạn. Ồ, xe xịt nước là hay luôn các bạn thấy chưa? Wow, xe rất là mạnh luôn các bạn nè. Ồ, xe động cơ nó khỏe bạn ơi. Wow, đó xe chạy nhanh chứ bạn ơi. Rồi, ở trong này có gì đây các bạn? Ồ, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe này xe gì vậy ta? Ui, các bạn, hình như đây là một chiếc xe cứu hộ các bạn ơi. Nè, có cái thang cứu hộ các bạn ơi. Ồ, xe thang cứu hộ đưa cao lên nè các bạn. Đó, đưa cao hạ thấp nữa bạn thấy chưa? Và chiếc xe này cũng rất đẹp luôn nha các bạn. Đây có biển số xe là 9817 nha các bạn. Wow, nên đó xe chạy rất nhanh luôn. Rồi các bạn ơi, bên này có gì các bạn? À, có một chiếc xe cần cẩu bạn ơi. Đây có gì đây các bạn? Các bạn ơi, đây có một cái cabin nè các bạn. Rồi mình sẽ lắp ráp vô nha. Đó, cabin màu xanh nước biển nhìn siêu đẹp luôn các bạn. Rồi, ở đây có gì đây các bạn? Các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe container. Cái container này có còi xe màu trắng nha. Nói cabin màu vàng các bạn ơi. Dưới này chở theo một chiếc xe, hai chiếc xe nè, ba chiếc xe nè, bốn chiếc xe nè, siêu đẹp luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho chiếc xe màu vàng chạy vô các bạn, rồi thêm xe màu đỏ chạy vô, rồi gài lên nữa các bạn. Rồi để xe màu xanh nước biển lên, để xe màu vàng lên các bạn. Đó, wow, xe siêu đẹp luôn các bạn ơi. Ở đây có gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, đây có một chiếc xe cẩu mút cát các bạn ơi. Ở đây có cái cabin nè, cabin của chú cảnh sát nè các bạn. Rồi mình sẽ lắp ráp vô nha. Đó, chiếc xe siêu đẹp luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi, ở đây có cabin của chiếc xe gì đây? Đúng rồi các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu mút cát nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lắp ráp vô luôn nha. Wow, xe có còi xe màu trắng nha. Ở đây có ống khói màu xám các bạn ơi. Đó, cẩu mút cát màu vàng, siêu đẹp luôn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây mình thấy có cái gì đây các bạn? Ồ, các bạn ơi, ở đây có một cái thau. Không biết dưới cái thau này có cái gì không ha? Để bây giờ mình kiểm tra coi. Wow, các bạn ơi, ở cái thau này có cái gì nè các bạn? Wow, một chiếc xe cẩu mút cát nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Nè, có cái gầu mút cát. Ý, cái gầu mút cát này bằng nhựa các bạn ơi. Yếu lắm nha các bạn. Rồi, ở đây các bạn, ở đây là ống khói nè. Ồ, cái chỗ này cho tài xế ngồi lái xe nè các bạn. Rồi bên kiểm tra coi khởi động đâu. À, khởi động dưới này nè các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái này các bạn. À, đây là cái đồ điều khiển nha các bạn. Bây giờ mình nhấn nút nào ta? À, nhấn cái nút này nè các bạn ơi. Ồ, mình đã khởi động chiếc xe được nè các bạn ơi. Đó, chiếc xe đã khởi động rồi các bạn. Rồi bây giờ mình bấm nút này thử rồi các bạn. Ồ, cái nút này đưa gầu mút cát lên nè các bạn. Đó, mình điều khiển gầu mút cát bạn thấy hay chưa? Wow, rất là hay luôn các bạn. Rồi bây giờ nhấn cái nút này thử các bạn. Ồ, cái nút này là xoay cái bệ cẩu nè các bạn. Đó, rồi bây giờ nhấn nút này các bạn. À, cái nút này là bệ cẩu xoay ngược lại nè các bạn. Đó, hay chưa các bạn? Rồi bây giờ mình bấm nút này thử các bạn. Ồ, các bạn ơi, cái nút này là chiếc xe nó quay vòng tròn các bạn ơi. Wow, hay chưa? Rồi bây giờ mình bấm nút này thử các bạn. Ồ, các bạn ơi, xe di chuyển các bạn ơi. Đó, ơi các bạn ơi, trời xe nó chạy nó ủi vô kia luôn các bạn ơi. Kìa. Ồ, wow, xe này mạnh nha các bạn. Đó, nó ủi mấy chiếc xe mà luôn kìa. Đó, ghê chưa. Wow, các bạn ơi, đó, chiếc xe nó chạy ủi ghê chứ bạn ơi. Wow. Xe rất là mạnh luôn nha các bạn. Đó, chiếc xe cổng cát này siêu mạnh luôn nè. Đó, nó ủi mấy chiếc xe này mạnh chứ bạn ơi. Wow. Rồi nó leo lên chiếc xe luôn các bạn ơi. Kìa. Đó, chiếc xe này chạy hay các bạn. Đó, xe cổng cát thì siêu khỏe các bạn ơi. Đó. Đang ủi tới luôn kìa. Đó, ghê chưa? Đó, wow. Đó, nó chạy ghê các bạn ơi. Đó, lôi luôn các bạn ơi. Đó, nó chạy tấn công lên luôn. Đó, ghê chưa. Đó, chiếc xe này rất là khỏe luôn nha các bạn. Rồi, mình để nó đây nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lại đây các bạn. Ở đây có gì đây các bạn? Ha, đây chiếc xe chậu bê tông nè. Lấy cái đồ chậu bê tông các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô đây nè. Đó. Ok, mình đã sửa chữa xong chiếc xe chậu bê tông các bạn. Ở trong này có anh lơ xe, anh tài xế các bạn ơi, siêu đẹp luôn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì đây các bạn? À, đây là chiếc xe thang cứu hộ bạn nè, cái thang cứu hộ nè các bạn. Đó, đây là xe cảnh sát cứu hỏa nha các bạn. Đó, có đèn xe các bạn, hỏi cho tài xế ngồi lái xe các bạn. Bao xe siêu dài luôn nha các bạn. Rồi ở đây có gì đây các bạn? Wow, đây là một chiếc xe cứu hộ nữa các bạn ơi, xe thang cứu hộ nè. Ở đây có cabin nè, cabin của chú cảnh sát nè. Đó, mình lắp ráp vô, siêu đẹp luôn các bạn ơi. Rồi ở đây có gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, ở đây một chiếc xe container nè. Đó, chở theo hai chiếc xe cứu hỏa luôn nha. Đó, ở đây là xe container màu xanh nước biển nhìn siêu đẹp luôn nè các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây mình thấy có gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, ở đây một chiếc xe container siêu dài luôn nè các bạn. Đó, thùng hàng siêu dài luôn nha. Rồi ở đây có cái đầu công nữa các bạn. Đó, đầu công màu xanh nè các bạn. Đó, nhìn siêu đẹp luôn. Để lên nè các bạn. Đó,
đó, siêu dài luôn. Rồi các bạn ơi, bên này có gì đây? À, ở đây có một chiếc xe cẩu múc cát nè, có chú tài xế đang ngồi lái xe nè các bạn. À, đây là cần cẩu múc cát nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nha. Đó, gắn vô nha các bạn. Wow, xe đẹp chưa các bạn ơi? Rồi tiếp tục bên này các bạn ơi. Wow, bên này có gì đây các bạn? Oh, có một chiếc xe này. À, đây là xe container nè các bạn. Đó, xe container móc kéo nè các bạn. Chở thêm chiếc xe cẩu múc cát màu cam nè các bạn. Rồi thêm một chiếc xe cẩu múc cát màu vàng nữa. Đó, xe siêu dài luôn các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây mình thấy có gì đây các bạn? Wow. Bạn ơi, ở đây có một chiến binh robot nè các bạn ơi. Đâu để mình lấy ra coi bạn. Wow, một chiến binh robot nè các bạn. Đó, nhìn đẹp chưa các bạn ơi? Đó, nhìn siêu ngầu luôn nha các bạn. Để mình kiểm tra coi nè, khởi động chiến binh robot lên. Wow, các bạn ơi nhìn nè. Đó, chiến binh robot nhìn đẹp chưa các bạn ơi? Nè, các bạn nhìn nè. Wow, các bạn nhìn nè. Đó, chiến binh robot nhìn đẹp chưa các bạn ơi? Đó, có chớp đèn sáng đèn rất đẹp luôn nha các bạn. Đó, có thể xoay 360 độ luôn á nha các bạn. Nè, đó. Đó, chiến binh robot xoay 360 độ, bạn thấy hay chưa? Rồi di chuyển nè. Rồi, thôi. Để bây giờ mình tắt chiến binh robot này đi các bạn. Đây tắt đây các bạn. Đó, rồi, để chiến binh robot đây nha các bạn. Tiếp tục lại đây các bạn ơi. Ở đây có gì đây bạn? Ha, đây một cái cẩu múc cát nè các bạn. À, ở đây có một chiếc xe cẩu múc cát nè. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nha. Đó, một chiếc xe cẩu múc cát siêu đẹp luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục ở đây có gì đây các bạn? Ồ các bạn ơi, đây có một chiếc xe. À, đây là xe container các bạn ơi. Xe container có còi xe màu đen nè các bạn. Rồi ở đây cái móc kéo nè các bạn. Đó, mình gắn vô nè các bạn. Wow, ở đây có một chiếc xe màu đen nè. Đó, rồi thêm một chiếc xe màu trắng nữa nè các bạn. Rồi, sửa chữa chiếc xe chậu bê tông các bạn. Đây một bánh xe. Rồi tiếp theo thêm bánh xe nữa các bạn. Đây. Ok. Nè. Wow, các bạn ơi, ở đây có gì nè các bạn ơi? Ồ các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe. À, đây là xe khủng long nè các bạn ơi. Đó, một chiếc xe khủng long siêu đẹp luôn. Rồi thêm một chiếc xe khủng long múc cát nữa nè các bạn. Rồi đây là khủng long xe ben nè các bạn ơi. Rồi sửa chữa xe ben nè nha các bạn. Đây gắn xe vô, một bánh xe. Rồi tiếp tục thêm bánh xe nữa các bạn. Đây. Ok. Nè. Rồi sửa chữa xe chở rác nha các bạn. Đây. Gắn bánh xe vô, một bánh xe. Rồi tiếp tục thêm bánh xe nữa các bạn. Đây. Ok. Nè. Wow, các bạn ơi, ở đây mình thấy có gì nè các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cẩu nè các bạn ơi. Đó, xe cần cẩu nha các bạn. Không, mình kiểm tra coi mở đâu các bạn. À, mở đây nè các bạn ơi. Sao mình lôi các bạn. Wow. Ô các bạn ơi, có một chiếc xe nè. Wow, xe nè các bạn ơi. Đó, đây là một chiếc xe cần cẩu nha các bạn. Ui, các bạn ơi, xe này có cái gầm múc cát bằng sắt nè các bạn. Đó, ở đây là chỗ tài xế ngồi lái xe nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình kiểm tra coi khởi động chiếc xe này ở đâu ta. À, khởi động cái này nè các bạn ơi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đầu điều khiển bạn khởi động lên nè các bạn. Wow, xe phun khói có sáng đèn nhìn đẹp chưa kìa các bạn ơi. Rồi bây giờ bấm nút thử lúc nãy các bạn. Đó, là điều khiển cái cần cẩu các bạn ơi. Đó, điều khiển cần cẩu bạn. Wow, mình đang điều khiển cần cẩu bạn thấy chưa? Rồi bây giờ bấm nút này các bạn. Wow, bệ cẩu xoay các bạn ơi. Nè, xe này xoay bệ cẩu sáng đèn các bạn thấy chưa? Wow, xe này rất là xịn nha các bạn. Đó, hay nha. Nè, xe chạy quay vòng tròn các bạn. Đó, hay chứ bạn ơi. Rồi xe chạy tới. Ô các bạn ơi, wow các bạn ơi. Kìa chiếc xe này khỏe chứ bạn ơi. Kìa. Đó, wow, xe cẩu cát rất khỏe luôn. Ô, wow. Đó, bạn nó ủi ngã mấy này luôn các bạn ơi. Đó, ghê chưa bạn ơi. Wow. Ô, no. Đó, ghê chưa bạn ơi. Kìa. Đó, trời ơi. Đó, nó ủi ghê bạn ơi. Nè. Đó, nó ủi xe container các bạn ơi. Đó, ghê chứ bạn ơi. Kìa. Đó, nó ủi lên mấy chiếc xe luôn nè. Đó, nó ủi chiếc xe container ghê chứ bạn. Wow. Ô, wow. Đó, xe chạy xì khói luôn hay chứ bạn. Đó. Ghê các bạn ơi. Wow. Hay chưa. Wow. Đó, xe chạy hay nha các bạn. Wow. Đó, xe ủi qua này các bạn ơi. Đó các bạn ơi, chiếc xe này chơi hay lắm nha các bạn. Đó, nhưng mà bây giờ trời cũng đã tối rồi. Mình phải về nhà ăn cơm học bài làm bài tập nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.